Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thấu lý thấm tình được phát sóng mỗi ngày trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Thu huyện rất vui khi một lần nữa được đồng hành cùng với tất cả quý vị và thưa quý vị cứ mỗi lần khi theo dõi chương trình thâu lý thông tình quý vị sẽ có những hiểu biết cơ bản hơn về pháp luật cũng như có những kỹ năng xử lý các tranh chấp dân sự làm sao có thể thỏa mãn được cả nguyên tắc pháp lý và thấu đáo về mặt tình cảm chương trình ngày hôm nay rất vui mừng khi nhận được sự có mặt sự tham gia của một vị luật sư đặc biệt xin được chào đón luật sư Nguyễn Chí Thiện đến từ đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Mến chào MC Thu Huyền và quý khán giả đang xem chương trình thưa luật sư và thưa tất cả quý vị khán giả ngày càng nhiều những tình huống cố ý gây thương tích gây tổn hại sức khỏe cho người khác thậm chí là gây án mạng bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm chủ yếu do ghen tuông không làm chủ được bản thân hoặc là các tình huống va chạm giao thông mặc dù chưa phân định được đúng sai thì các bên đã dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn hầu như ai cũng hiểu hành vi xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác là vi phạm pháp luật nhưng trong tâm lý lúc nóng giận thì nhiều người lại lựa chọn cách dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như gần đây một vụ việc thể hiện rất rõ vấn đề này đó là sự việc một chú rể mặc dù là đang rất dâu không may xảy ra va chạm với tài xế xe ben ngay lập tức hai bên có lời qua tiếng lại, rồi cuối cùng chú rể không kiềm chế được cảm xúc và tác động lên đối phương. Và thưa luật sư, luật sư có những nhận định như thế nào về vấn đề này ạ? À? Dạ vâng, rõ ràng cái tình huống mà MC vừa nêu thì chúng ta sẽ thấy là vì cái sự mất bình tĩnh của chú rể dẫn tới sự ẩu đả, đánh nhau. Mà trong khi đó đáng lý ngày vui thì mình vui chưa trọn nữa nhưng mà lại ngày buồn thì nó lại đến ở chỗ là sự xung đột đó nó dẫn đến những cái thương tích không đáng có sự mâu thuẫn không đáng có và nó làm cho cái cuộc vui trở nên không trọn vẹn và để lại một cái kỷ niệm không đẹp lắm thế thì rõ ràng trong những cái tranh chấp những cái xung đột ẩu đả này nó xuất phát từ trong cái phần tâm lý thiếu đi sự bình tĩnh của người ta với nhau thế thì cái điều quan trọng nhất ở đây tôi cho rằng là nếu như mà chúng ta gặp phải trường hợp như thế này thì phải chi mà chúng ta chịu suy nghĩ một chút xíu để cho cuộc vui của chúng ta trọn vẹn và chúng ta có thể dĩ hòa vi quý để câu chuyện nó êm đẹp hơn thì mọi thứ có thể không dẫn đến một cái kết quả mà không đáng có. Ừ, vâng ạ, à. ờ, trong các trường hợp như thế chưa cần biết đúng hay sai, nếu cả hai cùng có tác động với nhau thì pháp luật sẽ xử lý như thế nào và sẽ có những quy định cụ thể ra sao ạ? Tôi cho rằng câu hỏi này cũng khá là thiết thực mà vì cả hai không ai bình tĩnh một bên lời qua tiếng lại xong rồi ẩu đả cùng nhau thế thì tôi cho rằng là đây có thể được xem xét là một cái lỗi hỗn hợp lỗi hỗn hợp tức là gì bên nào cũng sẽ có cái sai bên đó hiển nhiên có lửa rồi mới có khối tuy nhiên lúc đó nếu như trường hợp tùy vào cái tính chất cái câu chuyện cái hậu quả xảy ra ở cái mức độ nào mà chúng ta sẽ xem xét để có thể xử phạt vi phạm hành chính hoặc là trường hợp xảy ra thương tích thương vong với một cái tỷ lệ quy định của luật hình sự hoặc là thậm chí tới án mạng sức khỏe của một người khác thì chúng ta sẽ xem xét về tính trách nhiệm hình sự vậy thì trên khía cạnh về pháp luật hành chính chúng ta sẽ căn cứ vào nghị định 144 năm 2021 thì sẽ quy định là nếu như mà cố ý gây thương tích cho người khác như vậy thì mức xử phạt nó sẽ từ 5 triệu cho đến 8 triệu đồng và thậm chí là có hình phạt bổ sung ngoài việc bổ sung thì còn phải biện pháp khắc phục về cái hậu quả mà mình xảy ra Tính tăng nặng hơn là gì? Như luật sư vừa nói, tức là sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy, truy cứu trách nhiệm hình sự thì hiện nay được quy định là điều 134 của Bộ Luật Hình Sự về việc là tội cố ý gây thương tích hoặc là làm tổn hại tới sức khỏe của người khác. Thì à, cái khung mà để nhẹ nhất có thể cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là bị phạt tù từ 6 tháng tới 3 năm. Ngoài ra những tình tiết tăng nặng thì tùy vào mức độ và hành vi phạm tội trong cái thực hiện đủ để cấu thành tội phạm thì sẽ có một mức phạt tương ứng với một cái khung tương ứng vâng ạ nó còn sẽ tùy thuộc vào những hậu quả mà mình đã gây dạ, ra vâng. đúng không ạ dạ. à, có một trường hợp như thế này bản thân thu huyền cũng đã từng chứng kiến trong môi trường học đường trước kia khi chúng ta đang là học sinh thì cũng sẽ có những cách giải quyết mâu thuẫn giữa các bạn học sinh với nhau chắc chắn là những bạn ấy thì cũng chưa hiểu luật nhiều lắm đâu các bạn vẫn đang còn trong ghế nhà trường đang trong quá trình học tập dạ. khi có những mâu thuẫn những bạn nào hơi hiền một chút thì có thể bỏ qua hoặc là chọn những cách nó văn minh hơn dạ. nhưng cũng có những bạn sẽ dùng nắm đấm hoặc là dùng gậy hoặc là dùng thậm chí là những chiếc ghế chiếc bàn trong trường của mình trong lớp của mình để có thể tác động vào bạn kia nó đã từng gây ra những trường hợp vô cùng là thương tâm dạ, vâng. thì trong trường hợp này theo luật sư thì học sinh có bị xử phạt hay không hay là có những quy định nào dành cho những trường hợp này hay không ạ luật sư cho rằng câu hỏi này cũng khá là hay bởi vì thực tế là chúng ta cũng sẽ gặp phải bên ngoài kia các bạn học sinh hiện nay cũng xảy ra những trường hợp là bạo lực học đường các bạn đánh nhau sự xung đột ẩu đả đó trên ghế nhà trường cấp 2, cấp 3 đều có cả cho nên ở cái phạm vi cái câu chuyện, cái diễn biến như thế này thì chúng ta sẽ xem xét về cái mức độ mà cái người thực hiện hành vi đó ở cái khung tuổi nào sẽ chịu trách nhiệm thế thì hiện nay pháp luật hình sự của chúng ta đang quy định rằng là ở mức độ là từ 16 tuổi trở lên thì chúng ta sẽ người từ đủ 16 tuổi trở lên thì sẽ không sẽ chịu trách nhiệm hình sự trên mọi loại tội phạm. Ừ. Tức là chúng ta cái người đủ 16 tuổi này thực hiện hành vi thuộc vào những điều của luật định thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp ngược lại, một trường hợp khác đó là người từ 14 tuổi mà đến dưới 16 tuổi thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với lại những cái tội mà rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Vậy để trả lời cho câu hỏi rằng thế nào là tội nghiêm trọng và thế nào là tội ít tội đặc biệt nghiêm trọng. Thế thì trong luật hình sự của chúng ta những tội mà nó mang tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, ví dụ như tội giết người. Giết người ở đây sẽ xảy ra cái những cái hành vi của việc giết người nó gây ra một cái hậu quả liên quan về án mạng, liên quan về sức khỏe từ khi chuẩn bị động cơ để thực hiện hành vi giết người hoặc là tội về hiếp dâm tội về cưỡng dâm hay là cướp giật tài sản cướp bóc tài sản thì đó là những cái tội thậm chí là tội đua xe những bạn trẻ cũng sẽ bốc đồng đi đua xe thì đó cũng là những cái phạm tội liên quan về à, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì là những cái nhóm tội đó thế thì khi chúng ta xem xét tới hành vi của những bạn học sinh học đường như mc thu huyền vừa trình bày thì chúng ta sẽ phân loại cái nhóm tuổi như vậy rớt vào cái nhóm tuổi nào thì như luật sư vừa nói chúng ta sẽ có một hình phạt phù hợp cho từng cái nhóm tuổi đó như vậy trong trường hợp mà cái người dưới 16 tuổi từ đủ 14 đến dưới 16 mà phạm một cái tội mà chưa đủ cấu thành về thỏa mãn cho điều kiện về cấu trúc về liên quan về luật hình sự gọi là cấu thành tội phạm mà chưa đủ thì chúng ta sẽ chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở khúc áp dụng bộ luật hình sự nhưng sẽ xem xét ở góc độ về hành chính như vậy thì rõ ràng về tính răng đe của pháp luật, về khung vi phạm, về khung áp dụng thì chúng ta đều có đầy đủ từ nhẹ cho tới cao. Dạ vâng, vậy nếu trong trường hợp này thì trách nhiệm từ phía nhà trường và phụ huynh sẽ là như thế nào? Dạ, rõ ràng trong câu chuyện này dù là quy định về hình phạt có như thế nào đối với lại cái người thực hiện hành vi hoặc là người phạm tội, tôi cho rằng đó chỉ là một góc độ về ngọn ngành của vấn đề mà thôi. Mà quay lại thì cái câu chuyện về nhà trường, về sự giáo dục, về sự chăm lo yêu thương của gia đình là một cái điều, là một cái từ khóa, là một cái điều quan trọng để mà đôi bê, để mà cho những cái bạn này có một cái nhận thức đầy đủ hơn. Thế thì quay lại câu chuyện trong vấn đề về giáo dục, về nhà trường thì chúng ta sẽ sâu sắc hơn trong vấn đề về tuyên truyền, trong vấn đề sự quan tâm sâu sắc của các thầy cô, của nhà trường thì tôi cho rằng điều đó chúng ta sẽ tiếp cận một cách sâu hơn đối với các bạn học sinh của mình để nắm được tâm tư nguyện vọng có sự mất bình tĩnh nào từ các bạn có sự uẩn khúc nào có một cái tâm tình gì mà các bạn chưa thổ lộ đó là góc độ ở nhà trường ở góc độ về gia đình thì tôi cho rằng ai lớn lên ai sinh ra lớn lên ai sống trong cuộc sống này thì cái nền tảng gia đình rất là quan trọng nghiễm nhiên để lựa chọn một gia đình giàu có hạnh phúc hay không hạnh phúc điều đó chúng ta không lựa chọn được nhưng dẫu sao ai cũng phải xuất phát từ nền tảng gia đình và cha mẹ thế thì câu chuyện về gia đình và cha mẹ thì ở đó nếu như một gia đình chúng ta giả lập như là một gia đình trọn vẹn có đầy đủ ba mẹ thì chúng ta việc mà ba mẹ và yếu tố gia đình để yêu thương, để chăm sóc, để quan tâm thì điều đó phần nào cũng để được giải tỏa căng thẳng hoặc là giải tỏa những tâm tư nguyện vọng của các bạn. Điều đó làm giảm lại cái sự mất bình tĩnh, giảm lại cái sự nông nổi bồng bột của cái độ tuổi mà mới lớn lên thì tôi cho rằng điều đó, sự kết hợp giữa nhà trường, tình cảm gia đình và các yếu tố đó, thậm chí về môi trường xã hội xung quanh cũng tạo nên một cái môi trường tích cực thì các bạn cũng sẽ có một tư duy có một thái độ tích cực với cuộc sống hơn hay là với những người xung quanh hơn thì tôi cho rằng cái sự xung đột đó nó cũng sẽ được giảm lại và từ đó sẽ làm cho cái việc ẩu đả đánh nhau này cũng sẽ mọi người sẽ ứng xử hoặc là các bạn học sinh sẽ ứng xử một cách văn minh hơn. À, vâng ạ, à. với những chia sẻ đến từ luật sư Nguyễn Chí Thiện thì tôi huyền tin chắc rằng tất cả chúng ta cũng đang khá là băn khoăn và lo lắng về việc là làm cách nào để chúng ta có thể có được một cách ứng xử văn minh hơn cũng như là bình tĩnh hơn trong quá trình mà mình sinh hoạt cũng như là mình sinh sống, làm sao để không vướng phải những vụ án thương tâm hoặc là những cái cuộc ẩu đả không đáng có. Hy vọng rằng trong các chương trình tiếp theo thì chúng ta sẽ luôn luôn nhận được những lời khuyên, những chia sẻ đến từ luật sư để tất cả quý vị khán giả chúng ta có thể yên tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày để chất lượng cuộc sống của chúng ta càng ngày có thể càng được nâng cao và văn minh hơn. Xin được cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị khán giả dành cho thấu lý thấm tình. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.